Xin chào anh em, đã quay trở lại với kênh YouTube của Clickbuy. Thì tiếp tục là series những con máy laptop giá rẻ dành cho những bạn học sinh đang học online, những bạn sinh viên muốn mua sắm một con máy để bắt đầu học đại học, và những bạn nào đang làm văn phòng đang cần một con máy giá rẻ mà vẫn sẽ đáp ứng được tốt trong công việc. Thì đây là mẫu laptop đến từ Acer có mã là Aspire 5A515, và mẫu này đang bán tại Clickbuy với mức giá chỉ là 12.990.000. Các bạn đang quan tâm thì cũng có thể tham khảo thông qua đường link mình để phim dưới phần mô tả của video nhé. Với mức giá chỉ gần 13 triệu này thì nó cũng sẽ ngang với con Asus VivoBook trong video lần trước mình có làm, nhưng mà theo mình đánh giá, con này nó vẫn sẽ có nhiều điểm ngon hơn và đáng mua hơn. Nó sẽ có kích thước tổng thể lớn hơn một chút và trọng lượng nó cũng sẽ khoảng là 1,65 kg, cũng khá là nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà về build hoàn thiện của con này thì mình đánh giá cũng rất là cao. Với mặt A này thì nó cũng sẽ được hoàn thiện bằng nhôm chứ không phải là bằng nhựa đâu nhá. Cho nên là khi sờ vào mặt A này nó sẽ cho một cảm giác rất là mát lạnh, rất là phê. Phía bên dưới phần bản lề nó cũng sẽ được làm phẳng và vuốt chéo lên, cũng được sơn màu bạc và đồng nhất với mặt A, cho nên là nhìn vào thực sự mình rất là thích kiểu thiết kế bản lề này. Khi mở ra thì phần bản lề này nó vẫn sẽ cho một cái cảm giác chắc chắn chứ nó không có hề bị yếu ớt và ọp ẹp đâu. Nên mình có để máy lên đùi và gõ phím ầm ầm thì cái bản lề này nó vẫn sẽ không hề bị rung lắc, và đặc biệt nó có một cái góc mở lên tới là 180 độ rất là tiện lợi. Về cổng kết nối thì nó cũng sẽ có đầy đủ. Phía bên cạnh trái thì chúng ta sẽ có một cổng sạc, một cổng để cắm mạng LAN, một cổng HDMI, hai cổng USB 3.0 và cuối cùng là một cổng USB Type-C để truyền dữ liệu. Phía bên phải này thì chúng ta sẽ có một cổng USB 2.0 và một cổng 3.5mm để cắm tai nghe. Nói chung để phục vụ cho học tập cũng như là công việc thì về cổng kết nối của con này cũng rất là đầy đủ. Tiếc cái là nó sẽ không có cổng kết nối thẻ nhớ mở rộng mà thôi. Và phần bên trong thì nó sẽ có kích thước màn hình lớn là 15,6 inch, có độ phân giải Full HD cùng với tấm nền IPS, nên nó sẽ cho một góc nhìn rộng, màu sắc và độ nét nó cũng sẽ ở mức là tương đối. Nói chung là với màn hình này để sử dụng học tập, làm việc, giải trí, xem phim hàng ngày thì nó vẫn sẽ đáp ứng được tốt. Phía bên trên màn hình thì nó cũng sẽ được trang bị một camera khá là tiện lợi trong cái mùa dịch này, khi mà đa số học sinh hoặc là sinh viên phải học online qua những phần mềm như là Zoom hoặc là Google Meet. Tới với phần bàn phím của con này sẽ là một điểm mình biết rất là nhiều bạn làm văn phòng hoặc là kế toán phải nhập liệu bằng số nhiều, đó là nó vẫn sẽ được trang bị bàn phím số khiến cho việc nhập liệu trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Cái nữa là cái phần mặt C này nó cũng sẽ build hoàn thiện rất là tốt nhá. Khi mình dùng một lực vừa phải nhấn vào phần mặt C này thì nó vẫn sẽ không có hiện tượng flex, rất là chắc chắn và nó sẽ hơn hẳn mấy con cùng tầm. Tới với phần trackpad của con này thì nó cũng sẽ có một kích thước khá là lớn và nó cũng sẽ có luôn nút mở khóa vân tay cực kỳ là nhạy. Và do là cái trackpad này nó có một kích thước lớn cho nên là việc thao tác nó cũng khá là thoải mái, và khi click vào thì nó vẫn sẽ có một âm thanh khá là đầm chắc chứ nó không có bị lạch tạch giống như là con Asus VivoBook lần trước mình có làm. Nói chung là về build hoàn thiện cũng như là thiết kế của con này thì mình đánh giá cũng rất là cao trong mức giá mà nó mang lại. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tới với phần cấu hình của con Acer Aspire 5 này. Nó sẽ được trang bị con chip đó là Core i3-1005G1 có card tích hợp, dung lượng RAM 4GB cùng với 128GB SSD NVMe. Nói chung là với cấu hình này nó cũng chả khác gì so với con Asus X413, cho nên để dùng hàng ngày với Chrome, học online với Zoom và các phần mềm văn phòng như là Word, Excel hoặc là chỉnh sửa hình 2D với các phần mềm như Photoshop thì nó vẫn ngon, các bạn cứ yên tâm. Và tốc độ máy của con này cũng cực kỳ là nhanh. Còn các bạn nào sử dụng phần mềm nặng hơn và tốn RAM hơn như các bạn học IT ấy, mà sử dụng các phần mềm chạy máy ảo như là VMware hoặc là lập trình Android các thứ thì nên nâng cấp thêm một thanh RAM khoảng là 4GB nữa. Chỉ tầm từ 5 cho tới 600.000 thôi là đã quá là ngon rồi, chứ với 4GB RAM trên con này thì cũng sẽ không đủ đâu nhá. Còn với cấu hình này để chơi game và giải trí với những tựa game MOBA như là Liên Minh Huyền Thoại cùng với mức setting thấp thì cũng khá là ok. Nhưng các bạn đừng có mong đợi là nó sẽ có một mức FPS cao và mượt mà đâu nhá. Nó sẽ dao động từ mức 40 cho tới 60fps thôi, nói chung là cũng khá là ok. Còn tầm giá 13 triệu này để mà chơi game tốt ấy, thì chỉ có một số dòng máy cũ có các đồ họa rời mới có thể giải quyết được thôi. Còn con này thì để giải trí nhẹ nhàng thì được. Tiếp theo về phần loa trên con này thì nó cũng sẽ chỉ ở mức ổn và đủ dùng mà thôi. Âm lượng thì nó cũng sẽ không quá lớn, bass cũng yếu, nhưng mà thực sự tầm giá dưới 20 triệu thì chả có con nào loa ngon đâu. Nên để nghe nhạc thì dùng loa bên ngoài nó vẫn sẽ tốt hơn. Tầm vài trăm ngàn thôi là đã có loa ngon hơn rất là nhiều lần trên những con laptop này rồi. Cuối cùng là về thời lượng sử dụng pin trên con này, nếu để mức sáng tầm 50 cho tới 75% kèm thêm wifi và dùng lướt web, học online hoặc là sử dụng các ứng dụng văn phòng thì nó vẫn sẽ duy trì ở khoảng là hơn 4 tiếng, nên nó vẫn sẽ duy trì được một buổi học tập cũng như là làm việc, nói chung là khá là ổn.
Thì đó là những gì con Acer Aspire 5 A515 này nó mang lại ở mức giá chỉ khoảng là 12 cho tới 13 triệu, là hoàn toàn xứng đáng với số tiền các bạn bỏ ra. Cái điểm vượt trội của nó so với những con máy cùng tầm đó chính là về build hoàn thiện khá là chắc chắn, và phần thiết kế nó cũng rất là đẹp, cấu hình thì nó cũng sẽ ngang tầm mà thôi. Còn các bạn thấy sao thì hãy comment ở phía bên dưới nhé. Video của mình thì dừng lại tại đây. Các bạn cảm thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên để lại một subscribe để ủng hộ kênh YouTube của Clickbuy nhé. Bye bye.